35.086 người dân đã quyên tiền để quay bộ phim này. Ký ức về chiến tranh không chỉ có đau đớn và thống khổ, mà là những ký ức về trận đánh và anh hùng, tưởng niệm và chiến thắng. Chỉ huy tiểu đoàn bộ binh sư đoàn Panfilov Uli Momas Baruzian. Ngày 14 tháng 11 năm 1941, tâm lý là tiên quyết, chẳng cần nhiều sức lực, dũng cảm, nhưng không phải là liều lĩnh. Giờ tôi yêu cầu họ cho tôi thợ lái máy kéo và thợ cơ khí, người có kỹ năng tối thiểu. Có thợ lái máy kéo là ở đây. Có. Nhóc à, tôi trả lời ra sao? Tôi xin lỗi đồng chí trung úy. Cậu nghe đồng chí trung úy nói gì không? Nghe rồi. Cậu nghe đồng chí trung úy nói gì không? Nghe rồi. Máy kéo của cậu ra sao? Tôi là thợ cơ khí thôi. À ừ, cậu sẽ không phải vát sữa, gã ngốc thủ đô. Họ là thợ cơ khí, tôi biết về xe cộ hơn. Với máy kéo kém hơn, như là vậy, đồng ý. Tôi có thể sửa theo cách của mình. Chúng ta không cần sửa chữa ở đây, chúng ta phải phá hủy là chính. Quân thủ có nhiều con còm. Tôi nói những gì tôi biết. Đầu tiên là xe tăng 10 tấn loại đơn giản. Dựng một mô hình về nó, gồm 4 con lăn hỗ trợ, dễ nhận biết. Duret, phát pháo, súng máy, cỡ nòng 37mm, gọn thôi, và súng máy 7,92mm, và đây, MG. Chúng tôi biết nó để tham gia chiến đấu. Là loại súng máy rất tốt với tội hơi cảnh vẻ. Sau khi đi vệ sinh, cậu không rửa tay là chả bắn nổi. Thế à, súng tốt, nhưng phải chiến đấu gần tiệm cắt tóc, mọi thứ tốt. Lính. Dân thủ đô, nếu tôi không nhầm, đúng ạ, lính thủ đô. Nói nhảm quá nhiều và chả làm gì cả. Tôi không có thời gian để lãng phí đâu. Xin lỗi, tôi chỉ muốn cổ vũ. Tinh thần thì không cần cậu. Chúng tôi có chính trị viên lo, hay cậu là chính trị viên? Không ạ, đây mới là chính trị viên. Chuẩn chính ủy Gladkov. Gladkov là Diep à? Đúng vậy. Nghe nói vậy. Tám nhảm, không tin họ được. Không đâu, đồng chí trung úy. Dân thủ đô nói hơi nhiều. Nhưng chiến đấu hăng lắm. Vậy tôi để anh ta lại. Vào trận sẽ rất có ích. Nhưng ở đây tôi thấy nên trật tự. Đúng ạ. Ivan Vasievich, bớt mồm đi. Đồng chí trung úy phòng thủ rồi. Chúng tôi xin lỗi. MG do Cộng hòa Séc sản xuất, hộp đạn tương tự. Đạn yếu, bắn xuyên từ cự ly 300 đến 400 mét với súng trường chống tăng. Tuyệt. Nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ tấn công đông quân. Xe tăng được trang bị mạnh hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rõ tất. Nghe này, đồng chí đại tá. Rõ. Tuy chưa hết, nhưng anh có thể thấy điều gì đó. Rõ. Chỉ cần đồng chí đại tá. Chắc vậy ạ. Thi hành đi. Stasenko, đã đóng ngựa chưa? Tôi quá sang với đồng chí chiến sĩ.
Cậu thuộc đề tài này, rõ rồi vì tôi khoái cồn nhắc, đôi khi nó tốt và bồi bổ. Chứ chúng ta khác nhau, giờ cậu ra trận. Tất cả là cho tiền tuyến. Có nhược điểm, nếu cậu làm vỡ trong tay sẽ bị thiêu sống, phải rất cẩn thận. Đất đai nào chứ? Tất thủ đô, lấy vài chai đi. Các kẻ thù ngon chứ? Cầm lấy, đi đi, rõ. Lấy ai đó đi cùng, đến Pachuha, dẫn theo mấy cậu. Pachuha cho rằng, nếu cậu pha loãng chai này trong xô nước, hoặc là hai xô để thành hợp chất cháy. Không có nhiều lính đang tuyển đâu. Piotr Vasin, tôi nghe. Tập hợp các chỉ huy đại đội lúc 18 giờ. Rõ. Sách hướng dẫn đây. Đúng. Vỏ thép dày mà nó có thêm giáp phía trước. Mặt trước 30mm. Chính xác, đây. Chỉ 30mm là mỏng hơn duy nhất ở đây. Và ở đây ném lựu đạn là được. Đúng, sách nói vậy. Chúng tôi bắt đầu tập. Dân thủ đô, đến lượt cậu. Tập hợp vật tư cần thiết. Tôi hiểu, đồng chí trung úy. Chúng ta cần loại vật tư gì? Là mô hình xe tăng Đức. Đừng sai quá. Lấy gì ạ? Tôi sẽ vẽ ra. Làm thật nhanh, ngày hôm nay phải xong. Đúng rồi. Phòng tắm hơi dựng có một ngày, chúng ta có thể học được cách thích nghi với cuộc sống. Đó là Stasenko. Tốt để dùng đấy. Tôi thấy cậu ấy luôn nán lại. Kể từ khi tới trụ sở, anh ta không rời đi. Tìm và hỏi ai. Chứ tôi không ai coi Stasenko là lính. Anh ta bắt nạt. Theo tấn công trong tuần. Tấn công không phải là chuyện lớn. Tuần trước các chàng trai khác đã đào giao thông hào như đường tàu điện ngầm ở đó, chặn tấn công. Còn lại sẽ được nhiều việc. Hãy tha Stasenko. Khi chỉ huy trung đoàn về, cậu phải có đám chim ưng đấy. Tôi không biết cuộc tấn công sẽ ra sao, nhưng cậu có thể đảm bảo là khá mạnh đấy. Bọn Đức đã phục hồi sức lực. Chúng tôi hy vọng có thể tả cho mọi người. Đo ngay trên tuyết. Chiều dài 5 cán sẻng, chiều cao 1,5. Tháp pháo sẽ làm sao đó? Tôi có câu hỏi, đồng chí trung úy. Ngựa Georgian được đẩy bằng gì? Bằng xe trượt tuyết. Bằng xe trượt tuyết. Tuyết đủ dày. Hành động dũng cảm của người lính Hồng quân. Philin tìm thấy trận địa pháo của quân Đức. Là người lính dũng cảm đã tiếp cận trận địa pháo của địch. Và nó đã bị phá hủy bằng lựu đạn. Vụ nổ đã kéo dài tội phát xít bao vây người lính. Chỉ để bắt anh ta làm tù binh. Khi quân Đức bao vây đồng chí, Philin đã ném đến quả lựu đạn cuối cùng. Nhiều tên phát xít thiệt mạng. Anh lính đã hy sinh. Còn nữa, về đại đội Kulinkov của quân đoàn. Đúng, cậu đọc chưa? Tôi có đọc đâu. Đồng chí chính trị viên, nếu cảm thấy không thoải mái khi chúng tôi nói rằng anh cần cuốn thuốc lá thì cho biết, tôi sẽ giúp anh. Thôi, chuyện báo chí của anh đi. Đồng chí Philin làm tôi sôi lên vì quả lựu đạn cuối cùng của anh ấy. Giờ là tháng 11 và báo của anh là từ tháng 9. Từ tháng 9. Tôi chưa từng nghe về đại đội của Kulinkov. Anh nghe này, các chàng trai của ta đã làm thịt đám phát xít. Cả bọn đang bỏ chạy. Vâng, họ đã làm vậy. Đúng, tôi đã nói gì? Với đại đội như ngày nay đều có chuyện riêng. Sao ta cần hòm gỗ này? Khi phản công, ta sẽ đem chúng theo à? Phản công ở đâu? Gavrila Stepanovich. Ai nghĩ như vậy đâu? Mọi người đều nói. Có lẽ thực. Phóng ít thôi. Không muốn tấn công nên bàn tán suốt. Ta phản công ra sao? Cậu thấy viện quân chưa? Hoặc trang bị vũ khí mới? Tôi nghĩ cậu còn trẻ. Họ sẽ cấp cho chúng ta sớm thôi.
Chúng ta ở đây 3 tuần nay rồi và nói về nó. Tại sao lại cho quân Đức thời gian xả hơi? Ở đây à? Đúng. Đọc công sự để phản công à? Tin thế nào nổi? Và đồng chí trung úy không vô ích khi đến đây. Một vài nơi sẽ phản công, như đây thì không. Tôi chắc vậy. Chúng tôi sẽ phải chịu đựng thêm tí nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn hơn. Thì biết ta phát động phản công ở đâu đó, có lợi hơn để ở lại trong thế phòng ngự. Ở đâu? Ở đây. Nhanh vào, xe tăng chạy nhanh hơn. Ném. Sao đó cậu ném chai xăng? Một vụ nổ đẹp mắt. Sao cậu dừng lại? Tôi đã ra lệnh à? Vượt qua chiến hào và đi tiếp. Tôi sẽ cho cậu biết khi nào thì dừng lại. Nếu cậu đã làm, sau khi đi qua thì cậu tấn công từ phía sau. Cậu ném một chai, tốt hơn là 2 hoặc 3. Đốt xe tăng và cậu lạc trong chiến hào. Không có lối thoát từ chiến hào. Sẽ có rất nhiều xe tăng. Nếu cậu không chết, ai sẽ ngăn chúng? Nghỉ tí đi. Và tôi sẽ thay chúng. Quân Đức trong khu vực này gồm có 4 sư đoàn xe tăng và 3 sư đoàn bộ binh. Một số nhắm hướng Volokolamov, Klina và Dimitrov vượt qua Moscow để tiến về phía Bắc. Đám phần khác chuẩn bị để tấn công từ phía Tây. Tầm chiến lược của đường Volokolamov trong trường hợp này là rất quan trọng. Nhiều khả năng quân Đức sẽ cố vượt qua đường Iadrov, do đó bỏ qua chỗ chúng ta với phòng tuyến chống tăng. Để đạt được cơ động như vậy, anh có thể chọn các hướng sau đây. Từ cánh đồng Muromets đến Iadrova hoặc Pitomnik. Zhidanov bỏ qua Nelidov, Borsoi, Nikolskiji và Pitelimo trên đường đất tới ga Machenina. Một cánh từ Duboshekov đi dọc đường sắt. Mục tiêu của chúng ta là phá rối và ngăn chặn việc chuyển quân của địch. Bốn đại đội đối đầu với 3 trung đoàn. Phải chặn chúng là lệnh. Thế thôi. Càng lâu càng tốt. Cho đến khi chúng tôi biết được lực lượng dự bị của địch. Thật không may, cho đến khi bắt đầu phản công, ta chỉ có thể phán đoán mà thôi.
các đồng chí Hồng quân. Cuộc chiến mà các anh tham gia đã thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên cường. Quân phát xít đã xâm lăng. Chúng muốn chiếm Moscow bằng mọi giá, đoạt trái tim quê hương của chúng ta ở đây. Tuy nhiên, ở đây chúng, môi chúng sẽ nếm vị máu. Đây là lần thử thách đầu tiên với quân Đức. Tại đây, buộc chúng phải dừng chân, bởi vì các bạn chặn ngay giữa đường của chúng. Những kẻ thù lần đầu tiên nhận thấy là không thể hoàn thành kế hoạch xâm lăng. Tức giận vì vậy nên chúng dồn lực lượng phòng tổng tấn công. Một lần nữa, chúng muốn chiếm thủ đô của chúng ta. Nhưng giờ chúng sẽ biết những gì đang chờ đợi mình. Giờ chúng sẽ hiểu tình yêu quê hương nước Nga là như thế nào. Chúng ta biết làm thế nào là chiến đấu vì nó. Không thể trốn thoát nỗi sợ hãi đấy. Các chiến sĩ Hồng quân, kẻ thù đã đến trước Moscow. Chúng cố chiếm từng tấc đất, huy động không quân, pháo binh, thiết giáp và bộ binh. Nhưng kẻ thù sẽ không thể vượt qua đây, bởi vì có chúng ta ở tại đây. Các anh em, lịch sử đã có rất nhiều tấm gương anh dũng. Họ đã có một số phận rất vinh hiển. Hôm nay, đằng sau chúng ta không chỉ là Moscow, mà còn có cả tổ quốc rộng lớn của chúng ta. Hôm nay, toàn nhân loại theo dõi chúng ta, bởi ở đây ta đang phòng ngự cho toàn nhân loại. Để xứng đáng với vinh dự này, có người từng kể câu chuyện thế kỷ trước ở Nhật Bản. Một băng cướp khủng bố toàn vùng. Trong làng một số không chịu, và dân làng đã quyết sẽ chiến đấu chống kẻ cướp. Họ quyết định, họ không giành đánh trận, nên họ quyết định thuê các chuyên gia, trung ý cùng dòng máu cao quý của chúng ta. Họ có được trả tiền không? Tôi không biết. Có thể là cho nợ. Vậy, tình hình xảy ra trong làng. Sau khi thuê 6 dũng sĩ, tôi nghĩ mọi dòng máu đều cao quý. Là samurai à? Đúng, chuyện xảy ra ở Nhật Bản mà. Các chàng trai đã tham gia làm việc để bảo vệ ngôi làng khỏi đám cướp. Bọn cướp đông tới hơn 40 tên, hoặc thậm chí nhiều hơn. Họ chỉ có 7 người à? Đúng. Việc bảo vệ được trả tiền không? Tôi không rõ. Hay là do nhiệm vụ? Để cậu ta kể, sao cậu hay nói leo thế? Tốt, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra à? Những chiến binh, họ giành việc của mình. Họ đào công sự, cắt đặt trạm canh gác. Như sách luôn. Bọn cướp mò đến làng. Họ đã đánh bại những tên trộm. Tất luôn. Tất. Có kẻ nào đó đã trốn thoát, nhưng bọn chúng không làm cướp nữa. Đúng, họ đã thành công. Tôi có nghe chuyện này. Nhưng xảy ra ở Mỹ. Những người đàn ông tài giỏi mà không có dòng máu cao quý. Một số là người chăn bò bán súng giỏi. Nếu không cùng một câu chuyện, thì đó là chuyện dân gian. Như vậy phải rất tốt. Xạ thủ biết bắn vào mục tiêu à? Các xạ thủ của mình ư? Tôi biết họ bắn rất giỏi. Và đám xạ thủ của Perikop, một số cũng rất khá. Thu xếp mọi thứ đến sáng cho xong. Và 8 giờ chờ báo cáo. Tôi sẽ báo nếu có bất kỳ thay đổi nào. Rõ. Đại đội bộ binh 316 bên cánh phải của anh. Bên trái là 50 kỵ binh. Anh đang ở giữa. Cẩn trọng. Tôi làm mọi thứ theo lệnh. Tôi tin anh. Đừng lo, đồng chí chỉ huy. Không nhiều kẻ lang thang trong rừng Spa.
Đó là trò chơi chữ tồi. Đây là rõ nhất nước Đức sau Moscow. Gì? Không có gì, đồng chí chỉ huy. Câu hỏi đơn giản. Đức chuẩn bị tấn công. Chúng tôi biết chúng sẽ tấn công. Sao phải chờ? Sao không phản công? Phản công như thế nào? Tập hợp các chàng trai của tôi. Tôi nói rằng ta không đủ quân để vừa tấn công và phòng thủ cùng lúc. Nhiệm vụ của ta là giữ vững vị trí. Rõ chưa? Rõ. Đừng lo, chúng tôi sẽ giữ đến chết. Tôi không muốn các anh chết. Tôi muốn các anh chiến đấu kiên cường. Điều lệnh có sự khác biệt không? Tôi phải giữ vững và còn sống. Mâu thuẫn phết. Cậu hiểu không? Tôi hiểu được là phải sống. Chuyện khác hẳn. Nghĩ. Đó thực sự là không đúng sự thật. Và xạ thủ không đúng sự thật. Nhưng chuyện trong sách lịch sử. Hàng chục ngàn. Đó là một đội quân. Một đội quân và đó là chiến tranh. Người Hy Lạp còn ít à? Con số không rõ à? Vài người. Những người tin rằng họ rất ít. Nhưng hóa ra họ cần cụ thể là bao nhiêu? Giết 10.000 quân Hy Lạp và họ không sao chứ? Không bằng trận đánh. Không giống như cậu nghĩ. Họ đã chết. Chuyện của cậu nghe như bịa vậy. Bịa. Trời đã tối. Và các tín hiệu cũ, ông ấy nghe nói những người lính đến. Ông ấy đến để được thuyết giảng. Bạn của chúng ta. Ông ấy hỏi chúng tôi. Móng tay mà, mẹ tôi nói. Và bà ấy vinh danh Chúa và tự làm thập giá. Quân Đức nhìn rất mạnh, ông ta nói. Ném bom chúng tôi cả ngày hôm qua. Chúng thậm chí còn phá cả nhà thờ. Bọn ngoại đạo Hồi giáo, ông ấy nói. Người Hồi giáo nói và một lần nữa tiền thu được làm thập giá cho mình. Và Musabek Kazakhstan nói với tôi. Tôi biết người già chúng tôi ở lại đây theo Hồi giáo là phải tới 2/3. Bà già nhảy như phải bỏng. Con trai, bà nói, con thậm chí còn vô đạo. Musabek đã cúi đầu xuống và nói với bà ấy. Người già của chúng tôi, nhìn thấy gì trên mặt? Bà không nhận ra ư? Chúng tôi là Kazakhstan và Chigizi Dongan. Và làm ra vẻ ngạc nhiên. Những gã đó có. Người Nga đã xong. Điền mất. Cậu sợ người già sẽ bắt đầu với cậu. Trong bóng tối. Chúa cấm làm thế. Muslim. Những gã vội vã. Bình minh đến rồi. Bình minh lên. Chúng ta phải che nó ở đây. Để từ trên cao không nhìn thấy. Sau đó ta có thể nghỉ vài giờ. Và ta có bữa trưa. Rồi. Chúng tôi làm trận địa nghi binh. Nhìn kìa. Tôi tự hỏi làm sao để rút ngắn ngày lại. Tôi phải ngủ sau một đêm làm việc. Chúng tôi không có nhiều việc làm ở đó. Chỉ mới bắt đầu thôi đấy. Làm ít nhất để tôi ngụy trang bề mặt. Và Đức không ngu đâu. Làm xong ở đây nhanh lên. Bữa trưa thì sao?
Bữa trưa có thực đơn mà. Anh ấy nói cái gì vậy? Anh ấy nói rằng anh ấy không quên bữa trưa. Nếu chúng tấn công ở đây, phía sau khá trống trải, chúng sẽ tấn công hướng khác, không đi qua rừng. Kia là Nelly Dorp. Ai mà biết được, có thể cậu muốn đi quanh. Có thể là một vị trí phụ. Cậu nói sao? Tôi không thấy cần phải đi quanh. Pháo nổ đã nói cho ta biết rồi. Ta sẽ xem. Hạ súng xuống hầm nào. Nghỉ. Xem những gì các cậu đã làm nào. Tiếp đi. Nghỉ. Gì thế này? Nếu cần thiết phải xử lý. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ điều động đồng chí đại úy. Chúng tôi đang ở trong trấn gần đây. Xe tăng không thể vượt qua được. Chúng tôi đã chặn phía góc. Hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả. Vị trí dự phòng đâu? Có thể cần một thôi. Nhiều hơn đi. Tổng quát là ổn. Chính ủy của chúng ta cho đọc một cuốn sách nhỏ của quân Đức. Tòa án. Cậu đúng đấy. Anh ấy có đam mê bất thường. Trong giấy viết, nếu anh đầu hàng quân Đức, vẫy khăn trắng để ra dấu. Siêu sót bên đại đội 1, một chàng trai tốt, nói từ nơi chúng ta. Tôi nói với chúng, tuột ủng và vẫy tay với cờ trắng. Cờ trắng, anh ta nói, anh có ý gì? Tôi hỏi lại, anh ta bảo ủng và cầu Chúa phù hộ. Nó giống như cờ cướp biển. Tôi nói với họ, cậu sẽ bắn siêu sót. Tôi thề tôi sẽ bắn. Quân Đức đeo mặt nạ phòng độc. Tôi không có sự lựa chọn. Có phải chiến đấu, Hồng Quân à? Và ủng phải bỏ ra thường xuyên hơn. Mọi người đều cười. Chả hiểu nó là gì. Điều gì khiến cậu nhớ vậy? Rẻ trắng làm tôi nhớ. Tôi tự hỏi, nếu một chiếc áo choàng nằm ngoài con đường. Cậu có giọng ấm đấy. Nó muốn ném bom ở đây. Tôi nghĩ đã thích. Có vẻ xa. Khá là đáng sợ. Thế tốt. Nếu việc khó quá, có thể dừng và không tấn công. Tôi không tin. Sao không? Quân Đức rất thận trọng. Tôi nghe nói máy bay của quân ta ném bom phía sau đám súng máy. Quân Đức thì tấn công ngay phía sau. Các chàng trai của chúng ta rất sáng tạo. Tìm thấy một hướng và bị mắc kẹt ở phía sau. Phải đối mặt với súng máy. Thế kết quả là gì? Anh ta đã đạt được kết quả như mong muốn. Chúng ta không cần bình đẳng. Chúng ta có thể phản bội. Sao thì ta cũng có thể. Sao lại không? Bởi vì nó là đất và hơn bất cứ gì. Không có gì. Đất mà anh ấy sống. Cậu nghĩ nhỏ thôi à? Nhiều người không thể sống mà không có đất. Sao nhiều người lại có nhiều đất? Có lẽ có nơi nào trên trái đất cũng đang bị quân Đức chiếm đóng mà không chiến đấu vì đất đai. Cách khác. Như cậu nói, không vì đất đai. Bởi vì có quê hương, nơi ta sống và làm ăn. Nhiều thế kỷ đã sống như thế này và trên quê hương đất mẹ, nhưng không phải là quê hương.
Nhà là nơi con người sống theo quy tắc và luật lệ, theo luật của tổ tiên, do đó họ gọi là nhà. Đất mẹ là con người sống và là nhà nơi họ sống theo luật. Với con người thì sao? Con người nào? Nhân dân là những người nói cùng một ngôn ngữ và sống trên đất đai. Đưa cho Vasily Gielkevich, nó không phải là lựa chọn đơn giản. Nếu một người Pháp hoặc Đức sẽ dạy tiếng Nga và muốn sống ở đây, có thành người Nga không? Người Đức dường như không muốn như người Pháp. Hãy xem cách người Pháp sẽ đánh bại quân Đức cùng với chúng ta. Có thể thế. Ai mà biết được? Chúng ta nên đề cập đến nó. Xe bay đấy ta à? Tôi không nghĩ rằng nó có ống nhòm tốt. Nó có thể thấy cả tổ cháy trước khi đến gần hơn, hoặc là nó không có ống nhòm. Lần tới chúng ta là mông muội. Sau khi tôi có ống nhòm, nó có thể thấy ta có súng phòng không? Các chàng trai của chúng ta hạ bằng súng trường. Truyền thuyết thôi. Trung đoàn bên đã hạ mà. Trên báo chứ. Tôi nghe được. Đúng rồi, nó như đồ hộp vậy. Như món đồ hộp. Không có gì ngạc nhiên ở đây. Nếu đơn giản, ta cũng sẽ hạ nó xuống. Này, này, Sarin, bỏ xuống xuống. Bỏ xuống đi. Sarin, cậu điên à? Sao? TV, giờ tôi không thể ngủ. Mà phải lo ngụy trang ở đây. Ai làm mới mọi thứ ở đây? Chúng tôi chờ từ sáng sớm. Để cậu ta bắn. Quên, bắn đi. Dù nó sẽ không bị hạ, và quân Đức sẽ hiểu rằng quân ta nghiêm túc. Nếu cậu tìm thấy tốt hơn. Cậu bắn à? Cách khác. Nó nặng tới 2 tạ. Cậu mang nó từ đâu thế? Tôi đổi chắc với kỹ sư. Giá đắt đấy. Miễn phí. Có của tôi không? Gì cơ? Có của tôi không? Không, chỉ có dây thép gai thôi. Dây thép gai. Chúng tôi đã nói rằng tôi cần chì. Cậu keo kiệt thế. Chúng ta còn đi lần nữa mà. Chúng tôi mất một cuộn nhỏ hơn. Có thể gửi cho ai đó. Chúng tôi móc nối với nông dân ngoại ô Moscow. Hẹn anh ta ít thôi. Nghe này, Danila nói với tôi là đống dây này có thể đổi một bao khoai tây. Danila đề xuất như thế. Tôi chưa chịu. Tôi vào trong sân. Chúng tôi gặp một ông già. Tôi nhìn vào những gì tôi mang. Làm gì với nó đấy? Ông ấy hỏi. Chúng tôi cứ đi. Lờ ông ta đi. Làm gì với nó đấy? Ông ta lại hỏi. Này, ông làm gì? Tôi hỏi ông ta. Điên à? Làm cái gì ông muốn? Nhìn vào hàng rào của ông đi. Toàn lỗ là lỗ. Không. Bà ấy nói. Cảm ơn cậu đã lo hộ. Chúng tôi để vậy để còn nhìn thế giới qua hàng rào đó. Ông ta nhăn mặt. Như thế này này. Vậy thì sao? Nói với các cậu đây là để lo cho bữa tối. Ta ăn những gì ta có trong thực đơn.
Đại úy có điện thoại. Đại úy Kudilovic nghe, tốt Pavel Mikhailovic có tin gì không? Mọi thứ ổn, đồng chí thiếu tá, chúng tôi lo mọi thứ hoàn tất. Nghỉ ngơi đi. Mai sẽ là một ngày căng thẳng đấy, cậu sẽ cần nhiều sức lực. Liên lạc thông suốt, chúng tôi sẽ cố gắng. Hôm nay chỉ huy pháo binh của cậu sẽ đến. Có lẽ ngày mai ta sẽ cần giúp. Rõ, đồng chí thiếu tá, mọi thứ là thế. Giờ cố ngủ đi. Glasgow có đó không? Ngay đây ạ. Mời đến đây. Rõ chưa? Rõ. Đi đi. Gì ạ? Tốt rồi. Ông ấy ra lệnh ta đi ngủ. Cả hai ạ? Ông ấy nói ngày mai Igor Fedorovich sẽ bán yểm trợ nếu thấy cần. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Tốt rồi. Tốt quá. Sẵn sàng bắt đầu buổi hòa nhạc. Xem chính xác chúng là gì. Nếu chúng biết chính xác vị trí của chúng ta. Kết quả của ta đã đạt được. 3 tiếng tức ngực. Hơi phí. Tôi lại hơi tiếc. Đó gọi là kỹ năng quân sự. Chúng tôi đã làm tốt việc dựng nghi binh. Không ngủ đấy chứ, người lính. Như anh, đồng chí chính ủy. Chúng tôi không thích bài hát ru này. Phút cuối rồi. Thuốc lá có không? Không. Cầm lấy. Kết thúc rồi à? Ừ.
Hút hết à? Dĩ nhiên. Mặc dù là của bọn Đức. Giờ có vẻ Đức nhỉ? Đúng, giờ tốt mà. Giống như dàn nhạc. Đúng, với đồ giọng. Tôi nghĩ chúng dẫn dây. Hại tài phết. Giải. Của Đức sẽ đến dự tiệc. Và tôi đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ tạo thành địa ngục. Sao lại lỡ ngỡ chỗ này vậy? Vào công sự ngay. Chỗ này bị bỏ hoang. Tôi sẽ làm gì? Gieo trồng à? Chỉ cần cậu sống sót, qua được cuộc chiến. Xong rồi. Gì? Xe tăng. Đâu? Kìa. Không thấy. Tôi không thấy. Những xe tăng đang đến. Nói với trung đoàn. Khi pháo binh dừng bắn. Rõ. Cho gặp đại úy. Chúng ta không vội. Các chàng trai đừng vội. Bắn theo lệnh của tôi. Sau khi bắn hai loạt chỉnh hướng, xe tăng sẽ đi chậm lại và bắn vào chúng tôi. Và bắn vào chúng. Thế đến khi rót lên đầu. Đến ngay với chúng tôi. Đi đâu khác à? Thật tốt khi không chạy theo họ. Tôi rất may mắn. Tôi chắc đã tính tất cả. Quân Nga đã tìm thấy điểm yếu và sẽ tần vào đó. Theo tôi là rất tốt. Quân ta trong tháng 11. Quân ta trong tháng 11. Quân Nga là ai? Và đó là điểm yếu của họ, đúng chứ? Chỉ cho chúng tôi. Chỉ có tôi là Kazakhstan. Kazakh không phải là Nga à? Sao cậu cứ cằn nhằn thế? Ta chiến đấu cho nước Nga. Tôi đùa thôi. Cậu đùa? Khi chúng ta đánh bại chúng, chúng sẽ thấy tôi là người Kazakhstan như thế nào. Ai nghi ngờ chứ? Chúng ta biết.
Bắn xe tăng vào bộ binh, mục tiêu 49. Đạn nổ. Loạt thứ hai, hướng 2,30. Hướng 2,30. Hướng 2,30. Tọa độ 30020. Mục tiêu 240, đạn lửa. Bắn. Hướng 25. Mục tiêu 122011 bên trái. 4 đạn cối. Bắn. Như thế này. Chúng gây tổn thương cho pháo binh của chúng ta do bọn quạ ăn xác thối, và chúng muốn máu tươi. Đồng chí chỉ huy pháo binh, rút do không có quân địch. Fyodor Mikhailovich, giữ vững nhé. Bỏ bao.
anh về vị trí. Đây. Lắc đạn. Nhìn cái đám tăng kìa, không có thiệt hại lớn, chữa trong nửa giờ. Chúng ta phải tiếp tục bắn, nhắm thẳng mắt nó. Ác quy chúng tôi bị hỏng, đạn. Nhìn này, hiểu lầm, nhanh như thế chứ. Đừng buồn, họ không nghỉ lâu đâu. Tôi tự hỏi là tôi không thích điều gì. Có một lý do nào khác không? Tôi thích tất cả. Họ đã đi cùng bạn bè. Quá hài lòng. Tôi nghĩ là không. Tốt. Có hài lòng. Chúng không thành công. Trong lần đầu tiên, tôi nghĩ mình đã chết. Cuối cùng, chúng tôi thấy mình còn sống. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được chào đón. Chúng hiểu lần đầu tiên phải rút lui như thế nào. Có lẽ chúng nghĩ rằng nếu rời đi, một số sẽ chạy để sống sót. Sao đổ ra lại thế này? Simi Yakin. Tôi chỉ có bạn. Ta có thời gian. Krukov, Maximov, theo tôi. Lần này, chúng tấn công hướng khác. May ra có lãi. Sẽ nhắm mục tiêu dễ diệt. Chúng sẽ tấn công sau khi pháo binh dọn đường. Giờ thì, gầm phải biết. Sợ gì? Chúng ta điếc cả rồi. Chậm lại. Chạy đi. Đi đi. Pasha. Mọi thứ ổn cả. Cậu bị thương, nhưng cậu sẽ sống. Họ sẽ cầm máu. Cậu sẽ ổn thôi. Hãy nghĩ cho cậu bây giờ. Tôi đã làm những gì tôi cần. Chúng tôi phòng ngự kiên cường. Các cậu bé đều anh hùng. Tất cả đều giỏi. Chuẩn bị súng đạn cho trận chiến tiếp theo. Di chuyển nhanh lên. Chúng tôi có 3 thương binh.
Báo chính ủy Krakow cần pháo binh hỗ trợ đã chặn đứng cuộc tấn công đầu tiên, diệt 4 xe tăng và 2 đại đội bộ binh. Tổn thất thế nào? Chúng tôi còn sống. 6 bị thương. Tao đã bị thương. Chúng tôi tự chỉ huy. Tôi hiểu, đừng phí thời gian. Tôi nghĩ chúng sẽ tấn công lần thứ 2 sớm thôi. Chúng tấn công ồ ạt, ngày rất ngắn. Chúng có kết thúc sớm với chúng tôi. Đúng, ngắn. Đợt đầu đã rõ, chúng đã dốc hết lực để tấn công. Sẽ là cuộc tấn công dữ dằn đây. Cái là gì? Lại đây. Nazarov, vào hầm ngay. Cậu bị thương. Nazarov, tôi không. Tôi đang nhắm mục tiêu. Đừng chơi đá gà, Nazarov, đốt tăng cho tôi. Bây giờ còn gãi phía trên này. Nếu không, chúng sẽ nghiền nát ta mất. Hoàn hồn, Nazarov, cậu sợ địa ngục. Ra vào hầm trú ẩn đi. Có thấy không? Ông vỡ trận. Moscow giữ quyền tấn công vào phút cuối. Tốt rồi, tình hình là thuận lợi cho chúng ta. Chúng ta lợi thế lớn. Nhưng tôi tự hỏi tại sao chúng hèn như vậy? Thánh cũng không giết hết chúng ta vì nỗi sợ. Không thiếu đạn dược. Chúng không thể giết hết chúng ta. Quan trọng là đừng chết sớm một mình. Chúng tôi không cách nào biết được. Có lẽ chúng chuẩn bị tung quân phục kích. Cậu nghĩ tôi ngốc? Quân Đức không ngu, nhưng cả ngày sẽ tăng cháy và lính của chúng bị diệt. Nguyên, tôi nói với cậu rằng ta chỉ còn sống 1 giờ, 2 hay ít hơn. Quân Đức sẽ tấn công với sự tự tin lớn hơn. Chúng ta phải ngồi với bụi trong mắt. Không thể chớp dù chỉ 1 lần. Tôi đồng ý với cậu, đồng chí trung sĩ. Chỉ là ta làm gì bây giờ? Nói về chiến thuật hay đợi để bị giết hết? Chiến thuật không bao gồm chủ nghĩa anh hùng. Gì? Là vậy. Hôm nay, người anh em, chúng ta không phải chết cho quê hương, mà vì chúng ta phải sống vì nó. Nếu ai đó vội để đến nơi khác, tôi là số ít. Nếu cần chúng ta sẽ chết. Cậu nói gì? Nếu cậu chết, ai sẽ chiến đấu thay cậu? Hay không phải việc của cậu hả? Chết trong trận chiến mà cậu không còn quan tâm là sẽ chinh phục nước Đức hay không? Thật tiện, không ai phán xét tội ác nữa. Cậu ngã xuống trong trận chiến và sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi. Và cậu được sinh ra cho chủ nghĩa anh hùng. Đừng làm trung sĩ nổi nóng, không ai muốn phải chết. Nhưng không phụ thuộc vào chúng ta. Cậu sai rồi. Chết hay không chết, đó là chuyện cá nhân. Cậu nói chuyện vô nghĩa, ăn đạn ngắm chính ngay đây, hoặc bị một viên đạn lạc. Tôi thấy đó sao có thể là sự lựa chọn cá nhân. Cậu nghĩ, cậu ít nghĩ hơn tí đi. Đừng lo, chẳng có gì nghiêm trọng. Chúng ta sẽ uốn nắn chúng. Tôi có lần đến nha sĩ. Ở đó tôi đã học được cơn đau là chuyện vặt vãnh.
Đừng bao giờ nói chuyện đó ở đây. Các cậu để cuộc đàm đạo triết học này sau vậy nhá. Phụ thuộc nhiều vào tâm trạng. Và tâm trạng phải tập trung vào việc tiêu diệt kẻ thù có phương pháp. Mặc dù chúng ta có một tá, chẳng ai biết thế cả. Có lẽ chúng ta có cả trăm tá ấy chứ. Cho con đức thấy ta hành động trong máu lạnh. Cho chúng thấy rằng ta đã tính toán mọi thứ, thói quen làm việc. Đối với quân đức, tổ cá như sau. Để chúng giúp, rồi thắng mọi người. Nếu có bị loại và chúng vượt qua, thì vui lòng, không có ai thắng cả. Bình tĩnh, đốt xe tăng phía sau. Đại đội 4. Đại đội thứ 4. Tiểu đội 2 đi với tôi, đại đội 4. Đại đội 4. Chúng tôi chuẩn bị cho trận đánh. Cậu đến à? Cậu còn bao nhiêu người? 3. Tốt. Theo tôi, ta phải sơ tán thương binh. Nhiều không? Nhiều. Và người chết. Và chúng ta đã chết.
Đã súng. Cậu đói à? Kiên nhẫn tí đi. Petro Hà, kiểm tra đường dây. Ta phải lập lại liên lạc. Mau lên. Nếu ta có liên lạc, gọi gửi 2 thùng đạn hoặc 3. Tôi đang chỉ huy. Hoan hô. Black Ops báo cáo. Tôi nghe. Đại đội 4 tổn thất nặng. Chúng tôi có nhiều thương binh và hy sinh. Chúng tôi còn 28 binh sĩ, 1 pháo, 2 chống tăng, máy, trường và tiểu liên. Giờ là đủ. Chúng tôi cần tiếp viện, đồng chí thiếu tá. Tôi có Fyodor, Vixi, Vasily. Sẽ gửi tiếp viện cho cậu. Cố gắng cầm cự. Hãy phòng thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng, đồng chí thiếu tá. Họ đã mất vị trí của mình. Số còn lại chia thành các tổ 3 người. Mục tiêu là xạ thủ bán xe tăng. Mục tiêu của nhóm là diệt xe tăng. Vậy sẽ có 9 xe tăng phải diệt. Xem chú sẽ khoái nó như thế nào. Đó là mục tiêu hàng đầu. Sau đó ta sẽ thấy. Sẽ tốt hơn nếu ta diệt 2 cái. Đó là tình hình của ta lúc này. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Chúng ta sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc của mình. Hôm nay chúng ta không thể rút và cũng không thể chết cho đến khi chúng ta chặn được quân Đức. Đó là số phận của chúng ta. Sau lưng chúng ta là Moscow. Sao cậu im thế, Grisha? Đi với chúng tôi.
Oleg Alexandrovich, đó là sự thật mà phát xít đã cố để phá khi cậu đang ở trong hầm thuốc. Và cậu giữ 14 quả lựu đạn. Bao nhiêu? 14 sẵn rồi. Nói dối, đừng có nghe. Như kẻ điên. Có bao nhiêu lựu đạn? 5. 5. 5. Và lúc sau ném nó là 6. Để không ném chúng trở lại, họ nghĩ rằng tôi đã trượt. Tôi đã làm gì? Không có gì, tôi sẽ nói cho cậu sau. Khi nào? Trước giờ ngủ. Tôi đã không ở trong hầm đạn. Tôi có nhiệm vụ khó khăn. Để chúng tôi càng gần càng tốt. Cứ để chúng tưởng rằng tôi đã chết. Cứ vậy nhá, Ivan Estafievich. Tôi nghĩ rằng chúng đang vui vẻ trong xe. Chúng cầu nguyện Chúa của chúng mang theo kỷ niệm xấu mà người Nga ba tặng. Tôi không phải là lính tăng mà chết chắc. Chúa ơi, tha thứ cho tội lỗi của chúng con và Ngài thương xót chúng con, kẻ có tội. Gì? Không có gì. Tôi nói gì? Tôi nói với quê hương. Chính xác. Thế là nhiều. Sao vậy, người anh em? Không sao rồi. Giờ cậu an tâm nhé, người anh em. Thank you.
Tôi muốn phá kỷ lục. Anh ẩn náu hoặc giết tôi. Risa, đưa súng đây. Để băng đạn ở đây. Thật sợ hả? Petia, Vania, cho chúng tôi thấy cậu có gì. Tôi đã sẵn sàng. Nào! Chuyện gì đã xảy ra? Không có lựu đạn, tôi cũng không. Hãy để tăng vượt qua hào và diệt bộ binh.
bán không? Chỉ để đặt. Một đấm. Băng đạn. Đạn.
đâu. Hơi ấm hơn rồi đấy. Vasily, Fyodorovici, chậm thôi, mồ nhá, chẳng thấy gì cả, đừng đốt, bắn đi, Smyakin, bắn đi, Smyakin. Nhanh đi, Grisha, tôi không thể làm được gì nữa rồi. Smyakin, xác còn không? Vẫn còn, để tôi giữ, đưa tôi giữ cho. Colia, cô còn sống không? Có, tôi còn sống. Chuyện gì có thể xảy ra? Không phải chỉ một chiếc tăng. Số tăng ta đã diệt, toàn bằng lựu đạn. Tìm Diaz đi, đi đi. Không có gì, đồng chí chính trị viên, chứ không phải là quá nhiều. Thank you.
Xem Vasya kìa, cho ảo thuật của Danila. Sẵn sàng. Còn người sống sót, có lẽ lâu hơn tôi chưa hề thấy. Hoan hô cậu Dania. Tôi giữ những cuốn sách cho sau này. Câu nào? Cậu là một hiện tượng. Đó là mục đích. Đừng có nói người nào đó đánh số các con thú. Tôi nói có nhiều, khoảng 50%. Đối với các cháu có thể nói dối, cho người Đức vào 14 cái mỗi ngày là cậu đủ, trừ khi ta tính thêm đến 4 giờ sáng. Sao ta lại không? Tất nhiên ta phải tính, nhưng theo tôi là cho đến lúc trưa, tôi có một đại đội. Và tới cuộc tấn công thứ hai, tôi còn lại ít hơn một trung đội. Trong cuộc tấn công thứ hai, nhiều chàng trai đã hy sinh anh dũng. Đúng, hoành tráng. Hôm nay tất cả đều thành anh hùng. Hôm nay chỉ có khó khăn như vậy, Dania. Những người khác sẽ không sao. Bởi vì đó là chiến tranh.
Bộ phim 28 Cảm Tử Quân của sư đoàn Panfilov do HD Bắc Giang thực hiện.